The execution of a baby. Because it's not abortion, that's the execution of a baby. Tổng thống Biden rút lui đã làm thay đổi bản chất của chiến dịch. Giờ đây, tấm vé của Đảng Dân Chủ đang thay đổi và chiến dịch của đảng này sẽ rất khác với người dẫn đầu Kamala Harris. Ông Donald Trump đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh một đối thủ cụ thể, Tổng thống Joe Biden, xoáy vào việc ông quá già và quá yếu để có thể ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm. Nhưng lúc này, khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu với một người trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Trên thực tế, sau màn tranh luận kém nổi bật của Tổng thống Biden vào tháng trước, đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị cho thời điểm này, lên trước kịch bản đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris trong trường hợp ông Biden dừng bước. Vào thời điểm Tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua, đội ngũ của ông Trump và các nhóm đồng minh đã nhanh chóng tiến hành một cuộc tấn công chống lại bà Harris, người mà chỉ trong vòng 36 giờ đã tập hợp đủ đại biểu để giành suất đề cử của Đảng Dân Chủ. Phe ủng hộ ông Trump đã cố gắng miêu tả bà Harris là một người cánh tả cấp tiến xuất thân từ California, với hy vọng khiến những cử tri ôn hòa xa lánh bà. Họ bắt đầu lan truyền kết quả một cuộc khảo sát của Gopchak năm 2014, xếp bà Harris là thượng nghị sĩ Mỹ cấp tiến nhất. Dựa trên các mìm, hình ảnh châm biếm lan truyền, Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia đã khuyến khích các ứng cử viên và quan chức Đảng Cộng hòa xoáy vào những đặc điểm cá nhân của bà Harris, chẳng hạn như việc bà thích dùng biểu đồ ven. Trên mạng Truth Social của mình, ông Trump gần đây đã đặt biệt danh cho đối thủ mới của mình là Lion Kamala Harris. Ở một khía cạnh nào đó, phe của ông Trump thực ra không bắt đầu lại từ đầu. Họ đang lên kế hoạch tấn công bà Harris với những vấn đề chính sách tương tự mà ông Biden dễ bị tổn thương nhất, bao gồm lạm phát và làn sóng gia tăng các cuộc vượt biên của người tị nạn. Đồng thời, họ sẽ cố gắng duy trì vấn đề nổi bật của chiến dịch tranh cử bằng cách đổ lỗi cho bà vì đã che giấu tình trạng suy giảm sức khỏe của Tổng thống Biden. Về phần mình, Phó Tổng thống Harris đã củng cố động lực nhanh hơn dự đoán. Trong vòng 24 giờ, bà đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật quan trọng của đảng như Tổng thống Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton, cũng như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Các cấp dưới hàng đầu của ông Trump thừa nhận việc bà Harris ứng cử đã định hình lại cuộc đua. Đối với Đảng Dân Chủ, bà đã hóa giải mối lo ngại hàng đầu của cử tri rằng cả hai ứng cử viên đều đã quá già để có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Với tư cách là cựu biện lý quận San Francisco và tổng trưởng lý bang California, bà Harris đã báo hiệu rằng bà sẽ coi chiến dịch này là một cuộc cạnh tranh giữa một công tố viên và một tội phạm bị kết tội. Trong khi đó, liên danh Trump Vance có kế hoạch coi cuộc bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, đây không còn là trận tái đấu Biden-Trump nữa. Hầu hết các cử tri đã đưa ra quan điểm với từng ứng cử viên, khiến một số chuyên gia nghi ngờ rằng chỉ còn lại rất ít cử tri dao động có thể thuyết phục được và sự xuất hiện của bà Harris có thể làm thay đổi phương trình. Tính đến ngày 28 tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã quyên góp được 200 triệu đô la Mỹ và tuyển dụng 170.000 tình nguyện viên mới kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò trong tuần qua của Reuters, Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump về cơ bản là ngang ngửa nhau, tạo tiền đề cho một chiến dịch chạy đua gay cấn trong 100 ngày còn lại trước cuộc bầu cử. Cuối tháng 6, chiến dịch của ông Trump thu được 284,9 triệu đô la Mỹ, trong khi chiến dịch của Đảng Dân Chủ chỉ thu về 240 triệu đô la Mỹ vào cùng thời điểm. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ với 10 triệu đô la Mỹ tại 6 tiểu bang chiến trường trong tuần này, để nỗ lực giảm bớt sự nhiệt tình của các cử tri và quyên góp cho đối thủ Kamala Harris. Đây là đợt quảng cáo lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1, thời điểm ông vẫn đang cạnh tranh với các đối thủ trong đảng để giành được đề cử. Từ khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ cấp phó, bà Harris nhanh chóng củng cố sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ lớn. Bà cũng đang khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong các nhóm cử tri trẻ mà ông Biden phải tìm cách để lấy lòng. Ngày 29 tháng 7, ông Trump, 78 tuổi,
đăng quảng cáo trên mạng xã hội Truth Social bằng cách dùng chính những phát biểu của bà Harris trong các cuộc phỏng vấn và sự kiện trước đây để miêu tả bà là một người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, không đồng cảm với người Mỹ bình thường, đặc biệt là ở vùng vành đai Reset. Đáp lại, bà Harris cáo buộc nhóm của ông Trump nói dối về hồ sơ của bà. Future Forward, một PAC siêu cấp của Đảng Dân Chủ, cho biết đang khởi động nỗ lực trị giá 50 triệu đô la Mỹ để vận động cho bà Harris ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Tức 6 bang sẽ đóng vai trò then chốt quyết định kết quả cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Dù khu vực vịnh San Francisco, California, Mỹ từ lâu là thành trì ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhưng hiện một nhóm nhỏ các tỷ phú công nghệ đầy quyền lực ở thung lũng Silicon đang chuyển hướng góp tiền cho cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump tái tranh cử. Tỷ phú công nghệ Elon Musk cuối tuần qua đã công khai ủng hộ ông Trump. Ông Musk đã cam kết quyên góp tới 1 tỷ đô la Mỹ cho một ủy ban hành động chính trị mới có tên America PAC, hậu thuẫn cựu Tổng thống. Tháng trước, tỷ phú đầu tư công nghệ David Sack đã đồng tổ chức một buổi gây quỹ cho ông Trump tại tư dinh ở San Francisco và phát biểu trước đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ANC hôm 15 tháng 7. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, những doanh nhân giàu có khác đã đóng góp cho America PAC, bao gồm cặp song sinh Winklevoss, Dow Leone của công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital và Joe Lossdale, người đồng sáng lập công ty phần mềm Palantir. Trong chu kỳ bầu cử vừa qua, chỉ có một số ít người ở thung lũng Silicon đứng về phía ông Trump và phần lớn giữ kín sự ủng hộ của họ. Số lượng những người này hiện vẫn còn ít, nhưng họ không còn che giấu nữa và đang công khai quyên góp tiền ủng hộ ông Trump tranh cử. Giới phân tích nhận định, đối với những tỷ phú công nghệ đang mạnh tay chi tiền cho ông Trump tái tranh cử, rất có thể đó không phải là cơn sốt cuồng nhiệt đột ngột đối với phe bảo thủ hay phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại do chính khách Cộng hòa này khởi xướng. Adam Kovacevic, giám đốc điều hành của Chamber of Progress, một nhóm chính sách công nghệ trung tả, đã chỉ ra hai điểm gây khó khăn lớn nhất đối với giới công nghệ là việc chính quyền Tổng thống Joe Biden thực thi chiến dịch chống độc quyền và thái độ của họ đối với tiền điện tử. Nói cách khác, không phải các tỷ phú yêu thích ứng viên Tổng thống Trump, mà họ thực sự không ngờ Lina Khan, quan chức phụ trách chống độc quyền hàng đầu của Tổng thống Biden, và Gary Gensler, người được mệnh danh là cảnh sát phố quân và không giấu sự thiếu thiện cảm với tài sản kỹ thuật số. Bà Khan đã khởi xướng nhiều vụ kiện chống lại các ông lớn công nghệ như Amazon, Microsoft và Meta. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm ngoái, quan chức này mô tả đây là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm huy động nhiều nguồn lực của chính phủ hơn để giải quyết các vấn đề kinh tế hàng ngày của người dân Mỹ bình thường. Tuy nhiên, các quy định của chính phủ, dù có chủ ý tốt đến đâu, hiếm khi khiến những người đang làm giàu từ hiện trạng vừa lòng. Theo một số hãng tin, hai trong số những nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất ở thung lũng Silicon là Mark Andreessen và Ben Horowitz đã cam kết quyên góp cho America PAC. Một nguồn thạo tin chia sẻ với tạp chí Financial Times rằng việc họ chuyển hướng sang ủng hộ ông Trump là vì có quá nhiều thứ bị đe dọa ở khía cạnh tiền điện tử và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Điều đó không có nghĩa là ủng hộ quan điểm của ông Trump về vấn đề nhập cư, người này quả quyết. Trong quá khứ, cựu Tổng thống Trump đã không thể hiện nhiều tình cảm với những người làm công nghệ, chủ sở hữu của các công ty truyền thông xã hội bị ông từ lâu cáo buộc có thành kiến chống phe bảo thủ. Đặc biệt sau khi một vài trong số họ đã ra lệnh đình chỉ tài khoản mạng xã hội của ông tiếp sau vụ những người biểu tình quá khích gây bạo loạn trên đồi Capitol nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, dòng tiền ủng hộ của giới công nghệ đổ về gần đây, một phần được thúc đẩy nhờ việc ông Trump chọn nhà đầu tư mạo hiểm 39 tuổi làm phó tướng, dường như đã làm dịu đi một số quan điểm bài công nghệ của cựu lãnh đạo Nhà Trắng. Đến tận năm 2021, ông Trump vẫn gọi tiền kỹ thuật số Bitcoin là sự lừa đảo chống lại đồng đô la Mỹ. Song gần đây, ông tự định vị mình là ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử. Mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng họ đã bắt đầu chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử vào mùa xuân này. Ông Trump cũng dự kiến sẽ phát biểu tại một hội nghị Bitcoin cấp quốc gia vào tuần tới.
Trong khi đó, chính quyền Biden đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành. Những người cáo buộc họ đã bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ SEC cũng như Chủ tịch SEC Gensler cản trở. Chắc chắn các nhà tài trợ thuộc giới công nghệ, bao gồm cả người sáng lập Link Reid Hoffman và người đồng sáng lập Google Eric Schmidt, vẫn đang đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Biden và các thành viên Đảng Dân Chủ. Các nhà phân tích lưu ý, việc ông Trump hưởng lợi từ thung lũng Silicon đến đúng lúc một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ tạm dừng quyên góp tiền trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất chọn ứng viên tổng thống mới thay cho ông Biden. Và như ông Kovacevic đã chỉ ra, việc một số tên tuổi lớn quay sang ủng hộ ông Trump không có nghĩa họ đang nói thay cho tất cả mọi người.